Xuyên suốt lịch sử nhân loại, con người có xu hướng gắn ghép những vũ khí đặc biệt với những nhân vật trong lịch sử, qua đó tạo nên một hình tượng mạnh mẽ hơn, vĩ đại hơn, mang tính biểu tượng hơn, giống thần thánh hơn và dễ nhớ hơn trong trí nhớ của trẻ thơ. Ví dụ như là vua Arthur cùng thanh kiếm Excalibur, hay là An Dương Vương cùng chiếc nỏ thần bắn trăm mũi tên. Thiết nghĩ, có lẽ là 1.000 năm nữa, hậu duệ của chúng ta cũng sẽ gắn ghép hình ảnh của chúng ta với chiếc bàn phím cơ có đèn LED 7 màu. Hoặc là với một con Javan đi sức, nhân vật chính trong vũ khí bí mật ngày hôm nay. Khác với những support một màu như là Blitzcrank chỉ biết luân phiên Q và E, hay là Pike kéo hụt là phải lập tức lùi về, hay là Leona vừa lối đánh Orlin sấn sổ, Javan có thể linh động chọn giữa cấu máu, ép lính hoặc lao lên tấn công. Ngay cả khi bị dừng địch ghé xuống kiểm tra sức khỏe, bạn vẫn có thể vừa cứu AD vừa lùi về trụ an toàn. Bạn mong chờ cái đéo gì ở một con support nữa? Hay là bạn muốn Javan phải chuyển sinh thành con gái và gửi ảnh nút cho bạn luôn? Ngoài những lợi ích trong khi đi lane, bạn còn được thỏa mãn thú tính của mình bằng cách lỡ tay KS mạng của AD hoặc đơn giản là kiếm một mạng support dù bạn đứng xa kẻ địch vãi cả lìn. Bạn tôi ạ, đây là một thế giới tàn nhẫn vì bạn dành cả thanh xuân để xây dựng sự nghiệp xoay quanh một vài hướng đi, còn Javan đéo cần làm gì cũng đã phù hợp với đủ các hướng đi và đủ các đội hình thông dụng ở Việt Nam. Team có Yasuo, Javan có Hất Tùng, team có Qiyana, Javan có Tạo Tường, team có Orianna, Javan có thể ôm cầu và lao vào team địch để kiến tạo cho đồng đội. Là một vị tướng đa năng còn hơn cả Coca-Cola thì Javan Phò đơn giản là hoàn hảo để bạn tìm lối đánh thích nghi với gần như mọi chiến thuật mà team cần. Bạn tôi ạ, đây là một thế giới tàn nhẫn vì khi bạn đi học 12 năm rồi lại thêm 4 năm đại học nữa, rồi trong CV bạn vẫn đéo biết phải ghi kỹ năng của mình là cái quần què gì. Trong khi đó, con Javan ra mắt cách đây chỉ gần chục năm thì ai cũng biết kỹ năng của nó bao gồm nội tại, gõ một phát sát thương to, bạn biết đấy, có thằng thì được nhân đôi tỷ lệ crit, có con thì được thủy kiếm miễn phí, và Javan có một đòn đánh hơi đau hơn một tí. Nhưng ở giai đoạn đi lên thì đó là tất cả những gì bạn cần để tạo sự khác biệt mà không cần livestream đi tắm. Chiêu Quy đâm ngọn thương theo đường thẳng, gây sát thương và trừ giáp. Nếu bạn quy về hướng lá cờ được cắm từ chiêu E, Javan sẽ lao tới chỗ lá cờ và hất tung kẻ địch trên đường lướt. Nói cho dễ hiểu thì nó na ná các bạn nữ mỗi khi nghe tin cửa hàng quần áo đang có sự kiện Black Friday. Chiêu W của Javan thì tôi chả biết phải gọi nó là giải phóng ánh mắt uy lực của một vị vua tương lai khiến kẻ địch phải chùn chân sợ hãi, hay là đánh một quả giám vương giả khiến kẻ địch bận bịt mũi nên không chạy được. Nhưng mà nó tạo cho Javan một lớp giáp và làm chậm kẻ địch xung quanh. Kỹ năng này sẽ giúp bạn sống lâu hơn và gây khó chịu cho kẻ địch. Trong trường hợp kẻ địch vẫn không thấy khó chịu thì bạn biết phải làm gì rồi đấy. Chiêu E cắm hoàng kỳ Demacia, nó kiểu mày không tin tao yêu nước á, tao chọn quốc kỳ chết con mẹ mày giờ. Lá cờ này sẽ tăng tốc đánh cho đồng đội xung quanh và dùng để kết hợp với chiêu Quy, thậm chí là tốc biến để tạo thành chuỗi combo làm nên tên tuổi của Javan. Ulti của Javan Phò, đại địa chấn, cho phép bạn nhảy vào kẻ địch, gây sát thương và dựng một chiếc lồng đất hình tròn xung quanh. Nếu AD địch là những vị tướng như Virus, Jhin hay Ashe thì chúng buộc phải tốc biến nếu muốn bỏ chạy và cầu chúa nếu muốn ở lại đấm tay bo với bạn. Tuy nhiên, kỹ năng này cũng rất dễ bóp giái đồng đội trong vài tình huống, cho nên bạn cần cân nhắc trước khi sử dụng. Khởi đầu với giáp thép và vài bình máu, thế là bạn có thể kiêm luôn chức năng hồi máu cho AD. Với lượng mana vừa khít như lỗ đít người yêu, bạn có thể dùng chiêu khá thoải mái, miễn là đừng spam quá nhiều. Bảo ngọc quyền năng bất diệt sẽ khiến bạn trâu bò hơn, nhưng nếu bạn là một con thú muốn tối đa hóa lượng sát thương và nghiền nát AD kẻ địch trước khi nó kịp trở tay thì sốc điện sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn. Và sau đây là vài mẹo cơ bản để chơi Javan support. E là công cụ giúp bạn liếm chỉ số hỗ trợ, liếm rồng, liếm lính, liếm chủ cực tốt, giá mà nó có thể giúp tôi liếm nách Misty, nhưng mà nói chung là nó khá xịn. W của Javan cung cấp lượng giáp không quá lớn, nhưng khả năng làm chậm sẽ rất đáng sợ, đặc biệt khi AD của bạn là Tristana hay Lucian. Combo E, Q, tốc biến chỉ nên dùng để tạo đột biến, hoặc là khi bạn lỡ cắm E hơi lệch và cần sửa sai gấp. Bạn không nên lạm dụng quá lố vì nhìn nó màu mè vãi lộn. Tường ulti của Javan được tính là địa hình, cho nên bạn cần cân nhắc khi dùng nó để bắt Ven, hay Qiyana, hay Bard. Có một câu nói mà tôi từng nghe, ấy là cuộc đời chỉ xoay quanh việc chịu đấm. Bạn chịu được càng nhiều thì bạn càng mạnh mẽ. Với Javan, bạn sẽ thể hiện mình là một con người chuyên cảm hứng mà không cần lập ra một nhóm nhạc nào mang tên 09 và cũng chả cần thuê rocker Ấn Độ về làm ca sĩ. Bạn sẽ giúp những tâm hồn yếu đuối tiêm địch trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách đấm vào mồm chúng nó và đấm cật lực. Lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp để kêu rằng con mẹ Javan mạnh vãi lộn.
đặc biệt là khi có trong tay dìu đại mãng xà, lời thề hiệp sĩ, kiếm Mayumu, dạ kiếm. Không chỉ trong landing, ngay cả trong chiến mục tiêu hay giao tranh, Javan vẫn tỏa sáng như một vì sao, và vì sao này không ẻo lạ như là vì sao của Khởi Mi. Nhưng mà đừng có quên, liên minh là game 5 người, bạn không thắng, chúng ta thắng. Đã xanh thì phải kéo team lên, lỡ fit thì phải đi tạo khoảng trống, không biết cắm mắt thì phải siêng hỗ trợ, combo mù mắt thì phải siêng ghi check map. Bạn không cần phải hay xuất sắc để trở nên có ích. Một bức tranh đẹp không phải là một bức tranh với toàn màu chói, mà là phải có màu nền. Một cỗ máy hoạt động tốt là một cỗ máy mà có những cái bánh răng vừa vặn, ăn khớp với nhau, chứ đéo phải là cái bánh răng nào cũng to như là cái event cosplay của Group Dota. Uè, mày event đã to lại còn trắng. Bạn tôi ạ, đây là một thế giới tàn nhẫn. Vì dù chúng ta có thể bị vùi dập bởi xã hội, bởi áp lực, bởi tình cảm, nhưng Javan thì đéo bao giờ bị con chó nào vùi dập nổi luôn. Trừ Riot, hãy chơi Javan, vũ khí bí mật.